Harry Won tuyên bố, chương trình nào có Trấn Thành là tôi từ chối, khiến fan sốc nặng. Vào chiều ngày 1 tháng 8, chương trình ca sĩ bí ẩn đã tổ chức họp báo ra mắt mùa thi mới với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Harry Won, Bằng Di, Sam, Hữu Tính, Puka, Tuyết Mai, Zero Nine. Trấn Thành vì có việc riêng nên không đến được. Harry Won thấy vậy liền tranh thủ chia sẻ thẳng thắn về chồng mình. Tôi luôn tự nhủ là chương trình nào mà có Trấn Thành làm MC hay chủ trì thì đừng có nhận. Thông thường thì khán giả sẽ thích thú khi chúng tôi xuất hiện chung trong một chương trình. Nhưng bây giờ chúng tôi về nhà cũng gặp, ra đường cũng gặp, rồi ra chỗ quay cũng gặp thì sẽ dễ sinh chuyện, kiếm chuyện với nhau. Trấn Thành thì không ức hiếp, nhưng rất hay kiếm chuyện với tôi. Tiếng Việt của tôi không rành được như anh ấy mong muốn. Anh ấy muốn có nhiều cái hoàn hảo hơn, muốn nghe tôi nói tốt hơn, bởi vậy nên tôi khá áp lực khi làm chung với Trấn Thành. Cho nên bất cứ chương trình nào có Trấn Thành là tôi từ chối. Nhưng riêng chương trình này, tôi vẫn nhận lời dẫn, dù có Trấn Thành, vì tôi thấy đây là chương trình khá hấp dẫn và lý thú. Tuy nhiên, ngay từ ngày làm việc chung với Trấn Thành, tôi đã rất áp lực. Tôi làm việc với Trường Giang, Đại Nghĩa cũng đều không áp lực, nhưng làm chung với Trấn Thành là rất áp lực. Ban đầu chồng tôi cũng hay chỉ này chỉ nọ, rằng nói như thế này thì không có hay ho gì. Lúc đó tôi chỉ biết năn nỉ rằng, chồng ơi, cho em qua 2 tập đầu đã, để em thích nghi rồi muốn nói gì thì nói. Sau đó Trấn Thành thấy căng quá, biết tôi áp lực nên dần dần cũng giãn ra. Tôi làm việc với Trường Giang, sai gì là anh ấy chọc liền. Tôi để cho anh ấy chọc, muốn làm gì thì làm. Còn lúc làm việc với Trấn Thành mà nói sai thì sẽ giống như tôi chết đi, anh ấy sẽ cứu tôi lại. Vợ chồng với nhau mà phải như vậy. Nói gì thời nói, tôi và Trấn Thành cũng phải cộng trừ cho nhau. Riêng về chương trình giọng ca bí ẩn này, cả tôi và Trấn Thành đều phải cố gắng rất nhiều. Harry Won bất ngờ nổi điên khi nghe nhắc tên Mai Hồ, tình cũ Trấn Thành. Trên sân khấu Quý Ông Đại Chiến, Harry Won khẳng định yêu Trấn Thành nhất và tỏ thái độ khó chịu khi bị nhắc tên Mai Hồ. Tập chính của chương trình truyền hình Quý Ông Đại Chiến có sự góp mặt của các nghệ sĩ Harry Won, Lan Ngọc, Lâm Vĩ Dạ, Sam, MC, nhà báo kỳ cựu Lại Văn Sâm một lần nữa đồng hành với Quý Ông Đại Chiến trong vai trò người dẫn dắt chương trình. Mở đầu chương trình, MC Lại Văn Sâm đặt câu hỏi vì sao Harry Won lại vắng bóng ở Quý Ông Đại Chiến. Trước thắc mắc của nhà báo Lại Văn Sâm, Harry Won thành thật chia sẻ mình bị Trấn Thành từng bị cấm tham gia. Sau những tập đầu, hàng loạt clip mê trai mất kiểm soát của Harry Won tràn lan trên mạng và lọt vào tầm ngắm của Trấn Thành. Thấy vợ hỉ nộ ái ố đầy năng lượng bên các cực phẩm sáu múi, tài năng thượng thừa, Trấn Thành đã vô cùng lo lắng. Bà quá trời rồi nha bà nội. Harry Won trích nguyên văn câu nói và thái độ khinh khi của Trấn Thành dành cho mình. Sau lần ấy, Harry Won phải hứa với chồng mình sẽ bỏ tật mê trai cho đến ngày hôm nay. Nhưng ai biết được, trai đến thì cứ phải mê thôi, Harry Won nói. Nữ ca sĩ thừa nhận mê trai đã nằm trong máu, nên cô chỉ có thể kiềm chế chứ không bỏ được. Trong tập 10, Harry Won vô tư ôm ấp trai lạ và liên tục hú hét vì cứ ngỡ chàng này mê Lan Ngọc hơn Harry Won. Harry Won thổ lộ sướng ơi là sướng khi thoát khỏi Trấn Thành để ngã vào vòng tay của người khác. Lâm Vĩ Dạ cho biết Harry Won trúng số còn Trấn Thành đang trúng gió. Tuy nhiên, cô vẫn thản nhiên khẳng định trên sóng truyền hình, chồng ơi em vẫn yêu chồng nhất và bắn tim xối xả đến Trấn Thành. Dịu dàng đến từng phút giây khi nhắc đến Trấn Thành, nhưng Harry Won lại nổi điên khi nghe đến tin Mai Hồ. Trong một phần thi, Harry Won sẽ hóa thân thành vợ sắp cưới, nhưng lại gặp phải gia đình nhà trai trái ác. Harry Won đến ra mắt, nhưng nhà trai cứ đinh ninh gọi cô là Mai Hồ. Bị gọi sai tên, Harry Won nổi đóa khi phải liên tục nghe nhắc về Mai Hồ và những lời khen dành cho tình cũ Trấn Thành. Trong 7 chàng trai của tập 10, thí sinh Đoàn Thanh Tùng chính là người gây ấn tượng đặc biệt với Lan Ngọc. Trở về từ Nga, Đoàn Thanh Tùng chính là người đứng đầu trong bộ môn tân bóng nghệ thuật tại châu Á và lọt vào top 16 thế giới trong suốt 13 năm theo đuổi bộ môn này. Với Thanh Tùng, bóng đá là một nửa cuộc sống và giúp anh đi du đấu ở nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh tài năng, Thanh Tùng còn ghi điểm trong lòng các bóng hồng showbiz bởi sự chân thành mộc mạc. Tại chương trình, Lan Ngọc đã mời tham gia biểu diễn cùng mình. Khi biết Thanh Tùng chưa có bạn gái nên Dương Lan Ngọc bạo dạn đề nghị, hãy để em lượm bóng giúp anh. Trái ngược với Ninh Dương Lan Ngọc, Lâm Vĩ Dạ lại dùng cả hai con của mình để kết thân với chàng thầy giáo trẻ đến từ tỉnh Cà Mau. Đau lòng khi thấy Harry khóc nức khi nói về ước mơ có con với Trấn Thành trong tương lai. Harry Won cho biết cô lúc nào cũng mặc cảm khi chưa sinh con được cho Trấn Thành. Nam MC lại là con trai duy nhất trong gia đình nên điều đó lại càng trở nên gánh nặng hơn. Tập 11 Membot khi đàn ông mang bầu, các nghệ sĩ sẽ tham dự một buổi tiệc và chia sẻ những cảm xúc thật nhất sau khoảng thời gian tham gia chương trình. Hoa hậu Hương Giang cho biết cô rất chạnh lòng
khi thấy những người bạn của mình trong chương trình nhắc đến chuyện có con sau này, nhưng rất vui vì có một nhân vật mới tồn tại trong cuộc đời mình, đó chính là bé Phù Thủy. Nó đại diện cho ước mơ và những người có số phận như Hương Giang. Tuy là ảo, nhưng là một niềm hy vọng mà Hương Giang có cho riêng mình. Sau đó Hương Giang đã bật khóc khi nhắc về mẹ, cô cũng mong rằng trong tương lai sẽ có một đứa con để con bảo vệ mình. Trường Giang cũng rất nước mắt chia sẻ, mình sợ nhất là đến một ngày với những sai lầm của mình, bước ra sân khấu không còn tiếng vỗ tay, đi về không có khán giả nào chạy theo. Trường Giang có thể bị mất tất cả mọi thứ, chỉ trừ khi đi diễn về không có tiếng vỗ tay. Với Harry Won, nữ ca sĩ rất muốn sức khỏe ổn định để đón nhận thêm một em bé xinh xắn. Harry còn cho biết cô lúc nào cũng mặc cảm khi chưa sinh con được vì Trấn Thành là con trai duy nhất của bố mẹ. Tuy nhiên, thông qua chương trình cô đã có những suy nghĩ tích cực hơn. Riêng Trấn Thành, khi nghe những nỗi lòng của vợ, anh cho biết nếu như Harry không có con thì anh vẫn sẽ yêu thương vì là một người hiện hữu mang hạnh phúc đến cho anh. Con cái mình có, nó sẽ là hạnh phúc hơn, nhưng đó là một hạnh phúc khác. Chúng ta không thể mượn một cái hạnh phúc khác để đi chối bỏ cái hạnh phúc mà mình đang có, Trấn Thành chia sẻ thêm. Bên cạnh đó, trong tập 11, các gia đình sẽ phải vượt qua một thử thách liên quan đến việc mua đồ cho bà bầu trước khi sinh, cùng khách mời là nữ hoàng dance pop Khánh Thi. Đối với 6 nghệ sĩ chưa có con, thì đây là một trải nghiệm rất thú vị để họ giúp mình chuẩn bị những kiến thức vững chắc nhất cho hành trình sinh con của mình sau này. Và chỉ còn 2 tập nữa mùa đầu tiên của Khi Đàn Ông Mang Bầu sẽ khép lại, 6 nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ phải trải qua cảm giác đau đẻ và chào đón thiên thần ra đời. Bị bóc phốt nói lơ lớ, Harry Won tuyên bố thế này khiến ai cũng choáng váng. Vừa bị mắng vì có lòng nhưng chưa có tâm cách đây ít hôm, Harry Won mới đây lại tiếp tục bị quản lý bóc phốt về khả năng nói tiếng Việt. Đăng tải thời gian cuộc gọi vào lúc gần 22 giờ đêm, quản lý than vãn với ông xã của nữ ca sĩ gốc Hàn Trấn Thành. Kêu gọi Asin hiến kế để bà xã anh, chị Ri bớt nói tiếng Việt lại. Quản lý cũng công khai tình huống dở khóc dở cười khi nghe cuộc điện thoại 55 phút từ Harry Won khiến cô tăng xong. Theo lời quản lý, giọng ca anh cứ đi đi đã hào hứng kể lại công cuộc tìm đồ dùng cá nhân mà ông xã Trấn Thành nhờ. Thay vì nói là chiếc khăn quàng cổ, Harry Won khiến quản lý giật mình hoang mang khi chia sẻ ông xã đã nhờ cô kiếm cái khăn để treo cổ. Cô quản lý viết, có cách nào cho chị nhà bớt nói tiếng Việt lại không xin? Harry Won, chị ơi, hồi nãy chồng em sai làm tùm lum chuyện hết đó, khi em kiếm cái khăn để ông treo cổ đó chị. Quản lý, thấy hơi hoang mang nên tôi hỏi lại, là sao? Harry Won, chị không biết hả? Mấy cái khăn đẹp đẹp mà người ta hay treo cổ đó chị, em không biết cái nào đẹp để treo cổ đâu. Quản lý, cái đó Việt Nam kêu là khăn quàng cổ mẹ ơi. Thật sự luôn, nói chuyện 55 phút với bà ấy là bị tăng xong hết 50 phút rồi, quản lý Harry Won kể lại. Bên dưới dòng trạng thái bốc phốt về khả năng nói tiếng Việt của Harry Won, quản lý cũng tắt thẳng tên và nhắn nhủ Trấn Thành. Về lại nha, ông mới đi có 2 ngày mà tôi mệt quá, xong 2 tuần không chừng về là tôi xin nghỉ luôn đó. Kiếp trước chắc tôi đồ sát nguyên cái làng hay sao mà giờ nghiệp nặng dữ vậy. Tôi trả hoài không hết, mỗi ngày nó còn nặng hơn. Hay chắc kiếp trước tôi bắt nó đi khách nhiều lắm, kiếp này phải trả dai dẳng. Nghe quản lý dọa dẫm, từ nơi xa Trấn Thành để icon cười thích thú. Kiếp trước bà làm má mì, hãm hại nhiều người, nên nay con đào chính kiếp này nó hành lại. Nghiệp của bà đó nên bà trả đi, tôi trả phần tôi. Hắn là chủ xí nghiệp mà, bỏ mối nhiều nơi lắm. Hô theo Trấn Thành và quản lý, ông xã Thu Trang, Tiến Luật, bạn thân của hai vợ chồng cô cũng thích chí mỉa mai. Khó tàng tiếng Việt của bà xài sao cho hết, đọc mà cười bà heo muốn xỉu. Nhìn bạn đời và quản lý tung hứng bốc phốt về khả năng nói tiếng Việt, một điểm yếu vì là người ngoại quốc, Harry Won ngậm ngùi. Lúc em nói từ đó chị hoảng hốt, em thừa biết chị sẽ tố em trên Facebook, ôi cuộc đời tôi. Than vãn là vậy nhưng Harry Won ngay sau đó lại trở mặt, em cố tình nói vậy cho mọi người cười đó nha, em cao thủ lắm. Bà xã Trấn Thành tự tin tuyên bố khi bị mỉa mai về khả năng phát âm tiếng Việt trên sân khấu. Trước đó, Trấn Thành xúc động chia sẻ về lần đầu được Harry Won nâng khăn sửa áo khi đi làm xa nhà 2 tuần. Đăng tải hình ảnh tình cảm của hai vợ chồng, nam danh hài bật mí niềm hạnh phúc. Nghe tin tôi đi quay xa nhà nửa tháng, lần đầu tiên mới thấy chị ba xếp đồ đạc cá nhân, quần áo thuốc men cho chồng. Một chuyện mà tôi nghĩ cả đời này chắc chỉ có mình tôi làm cho bà. Thật ra bà làm rất khéo léo và ngăn nắp, nhưng cặn nổi thấy tôi nuông chiều quá nên nhất quyết không làm. Hôm nay tự nhiên mắc cái chứng gì mà thấy bà bánh bèo hẳn ra khi tỏ ra bình rịnh. Trước lúc chồng ra sân bay, bà nói, anh ơi, dạo này em cảm thấy như một người vợ rồi, lạ quá. Nói ra không phải khốn nạn chứ, mặc dù rất cảm động trước những gì bà làm cho mình hôm nay, nhưng tôi chợt nhận ra, lấy tôi gần 2 năm rồi, bà tới giờ bà mới thấy được cái cảm giác làm vợ, là chắc vì suốt thời gian qua bà đang bận với cái cảm giác làm mẹ thì phải, tâm sự vu vơ một buổi ở Huế.